Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh bonsai Quỳ khôi. Hôm nay bonsai Quỳ khôi xin gửi đến tất cả quý vị và các bạn bộ năm cây mình vừa mới cắt sửa và mình mới cho lên chậu. Xin mời tất cả quý vị cùng đón xem nhé. Thì trong năm cây này thì có từ bên trái sang bên phải này là hai cây đầu là hồng ngọc mai ở giữa cái xanh huyền bên phải là cây hồng ngọc mai và phía dưới là một cây xanh. Thì, thì uh, xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng uh, ngắm. Đấy thế thì uh, cây hồng ngọc mai đầu tiên đây này, quý vị xem này. Đấy là một cây uh, xuất phát điểm là hai thân đó. từ này là ở vườn bonsai Tiến Đạt Mình uh, mua từ năm à uh, từ tháng 4 năm 2021. Đây ở vườn của anh Tiến Đạt. Đây, quý vị có thể thấy này. Đó. Đấy, và cái cây ba thân bên cạnh nữa. Sang đến tháng 9 năm 2021 thì quý vị thấy sự phát triển của cây. Đấy, lúc này mình đang trồng ở trong thùng xốp. Thì cái thời điểm tháng 9 là vẫn là cái thời điểm hồng Ngọc mai vẫn đang phát triển tốt. Thời điểm hiện tại là sang mùa đông thì hồng ngọc mai nó phát triển chậm đi. Đấy, do đấy là mình cắt thu mình cho lên chậu đấy đấy những cái dự kiện từ tháng 9 và lát nữa quý vị sẽ xem những hình ảnh mới nhất của cây cái này mình xây dựng một tác phẩm phu thê sinh quý tử đó và sang đến hiện tại đây này nó thì là cây ở bên tay trái mình đã về cơ bản là mình đã có cái phần khung cho cây các vị có thể thấy thân chủ đạo là thân trực Và thân vợ thì Cũng vẫn là thân trực nhưng mà nó gốc thì hơi à, Hơi siêu sang một bên sau đó thì lên thẳng Và thêm một cây tử Con nhỏ ở phía dưới nữa Cơ bản là bộ tàn mình sẽ làm cố gắng làm Đúng dáng của cây thông ngọc mai Đấy. Là những cái cành lá của cây hồng hồng mai nó rất là mềm mại Rủ xuống Đấy, Mang theo ý nghĩa của một Gia đình nhỏ Và che chở, người chồng che chở vợ con Người mẹ che chở cho con Đấy, Người chồng thì vẫn có những cái Chi cành ở bên ngoài lao ra để tượng trưng cho những cái sự nghiệp và những cái công việc bên ngoài à, kiểu như vậy. đấy thì cái phương pháp nuôi của mình thì quý vị có thể thấy là mình xây dựng phần khung nhanh nhất có thể, sau đó mình sẽ làm chi tiết rụt dịp và những cái khắc phục nốt những cái điểm yếu của cây. đó thì cây thứ hai mời quý vị và các bạn cùng xem cũng là một cây hồng ngọc mai năm thân đây là một cụm rừng hồng ngọc mai hồng ngọc mai chơi rất là hay vì sau này chúng ta sẽ làm được một bộ tàn để chúng ta chơi hoa thì ngoài việc là chơi kiểu dáng thì hoa quả của hồng ngọc mai cũng là một cái một cái điều thực sự là rất là đáng để chúng ta chơi Đấy, thì cây này mình mới tạo tác được khoảng độ 4 tháng thôi cái này làm sau cái kia cái kia được uh, từ tháng 4 đến tháng 11 là bây giờ cũng uh, ngót 8 tháng rồi còn cái này mình thời gian làm chỉ là 4 tháng qua hai lần cắt chỉnh thì mình đã đưa được lên chậu còn trước đấy thì mình phải mất uh, tầm 2 năm để nuôi để được có một cái cốt năm thân đó thì tóm lại là cây này được hai năm rưỡi từ khi bắt đầu tạo tác lên chậu họ thì quý vị có thể thấy chiếc chậu này là đây là một chiếc chậu bát tràng Đấy, chậu này cậu em tặng cho mình cậu ấy mua ở bát tràng tặng cho mình từ năm 2015 đây mình trước đây mình trồng một cây xi si, mình bán đi mình giữ lại chiếc chậu này đây là đồ kỷ niệm Đấy, và bây giờ mình lại cho vào cây hồng hồng mai này, thì rất là hợp chậu bát tràng cũ cũng rất là đẹp Đấy, tiếp đến là cây xanh rắn trực huyền các em trước mình có video clip chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn rồi Đấy, tuy nhiên hôm nay mình vẫn quay lại để quý vị và các bạn ngắm thì hôm trước là ban đêm ngày ban ngày thì chúng ta sẽ có thể ngắm được kỹ hơn đây thân trực quý vị có thể thấy đường chuyển và những chi cành tương đối đầy đủ về bộ khung cơ bản là đã xong rồi Đấy, mình rất là thích cái thân trực này Đấy, nó lắc uyển chuyển và nó đồng điệu với cái thân uh, huyền thân huyền thì cơ bản là mình đã xây dựng uh, bộ gọng và các cái đường chuyển của thân là xong, bây giờ chỉ còn nuôi uh, chi răm đẹp thôi. này và phần ngọn này, đấy, phần ngọn này vẫn đang hơi yếu, cần phải nuôi tiếp. sau này mình sẽ thay một cái chiếc chậu thấp hơn một chút, đấy, có thể chậu uh, hình chữ nhật, cao, cao thành, đấy, để chúng ta chơi uh, nó sẽ nhìn nó sẽ cân đối và đẹp hơn Đây, tiếp đến là cây thứ tư là một cây hồng ngọc mai Đấy, mình sẽ mời quý vị và các bạn ngắm những hình ảnh của lúc trước này là tháng 9 năm 2021 còn tháng 4 năm 2021 thì như là ở đầu đoạn video đầu tiên ấy, quý vị có thể thấy ở nhà vườn tiền đạt đến tháng 9 thì vẫn đang thời kỳ phát triển và cây lên rất là tốt Đấy, quý vị có thể nhìn thấy Đấy, khi đấy mình vẫn để ở trong thùng xốp Và đến hiện tại thì mình cho lên chậu Để hoàn thiện nốt à, cho cây Thì làm hồng hồng mai rất là nhanh quý vị nhé Nhưng mà chúng ta phải hiểu được đặc tính của cây Và chúng ta phát triển làm sao cho nó Nhanh và đẹp nhất có thể Đấy, mời quý vị cùng xem lại một lượt Đấy, bốn cây Đấy Đấy, thì mình luôn luôn là cố gắng làm nhanh cái bộ khung để cây nó có lực khỏe còn đây là cây xanh dáng chức làng hôm trước mình có chia sẻ đến quý vị và các bạn ở video trước rồi đó ok mình xin phép kết thúc video tại đây và xin kính chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ